Em mến chào cô chú anh chị và các bạn. Và buổi sáng hôm nay em chúc cô chú anh chị và các bạn được an lành. Và đây là một chiếc xà lan đang chạy về Long An các bạn. Và chiếc xà lan chạy rất là lẹ luôn, mỗi nước 2,4 m các bạn. Và trên cabin trồng những bụi nha đam rất là đẹp luôn các bạn. À, có một chiếc ghe đang chạy về hướng cầu Rạch Biểu, chạy rất là lẹ. Có một chiếc xuồng nhỏ ba lá, có anh bán dừa nạo nữa các bạn, trên giang sông. Anh này hay đi mua dừa nạo trong nhà vườn rồi bỏ lại các chợ nè các bạn. Anh đi trên sông lên đên vậy đó, một chiếc xuồng nhỏ. Đây là một chiếc xà lan rất là lớn nha các bạn. Và ngoài sau là chiếc chở dầu, xà lan chở dầu rất là lớn luôn, đang chạy về hướng cầu Chợ Gạo các bạn. Chiếc xà lan này của Hậu Giang các bạn. Hậu Giang mà chạy trên kênh Chợ Gạo của em rất là xa luôn. Thank you.
Tàu chở dầu chạy tới cầu Cà Gào các bạn. Và đây là một chiếc xà lan đá đang lấy đá về Bến Tre các bạn. Đang chạy trên kênh Cà Gào. Rất là nhiều xà lan đá lấy đá về Bến Tre các bạn. Xà lan đá này lấy đá mi rất là đẹp luôn các bạn, màu trắng rất là đẹp. Và xà lan này là của Bến Tre. Video của em đến đây là kết thúc. Cảm ơn khán giả đã xem hết video của Hồng Hạnh miền Tây.